Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Cánh Diều thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài 11 luyện từ và câu. Chúng ta sẽ tra từ điển. Ở đây thì chúng mình sẽ tìm hiểu, mục thứ nhất nêu tác dụng của từ điển, thứ hai tìm hiểu cách sắp xếp từ trong từ điển và luyện tập nêu ý nghĩa của một trong các từ ở bài tập số 3. Hoạt động đầu tiên chúng ta sẽ nêu tác dụng của từ điển. Đầu tiên chúng mình sẽ quan sát một số quyển từ điển tiếng Việt, sổ tay từ ngữ tiếng Việt và cho biết quyển sách đó được dùng để làm gì. Như vậy thì chúng ta có thể quan sát một số quyển sách từ điển tiếng Việt. Ví dụ như là quyển đầu tiên sẽ là từ điển tiếng Việt này, quyển thứ hai sẽ là từ điển học sinh. Vậy thì những quyển sách đó dùng để làm gì? Như vậy thì chúng ta có thể thấy những cái quyển từ điển tiếng Việt thì dùng để, đúng rồi, để tra nghĩa của từ từ tiếng Việt. Và chúng ta cũng thấy là những cái quyển từ điển của học sinh thì được, đúng rồi, giúp cho chúng ta trang nghĩa của từ ngữ chưa hiểu khi học, thường là các cái từ ngữ trong sách giáo khoa. Và những cái từ điển loại này thì nhỏ hơn cuốn từ điển Việt Nam, đó là những cái từ điển mà học sinh thường được dùng, thì chúng ta sẽ tìm và trang nghĩa của một số từ ở trong sách giáo khoa mà thôi. Và từ điển loại này thì thường là nhỏ hơn, ít hơn, mỏng hơn những cái quyển từ điển của Việt Nam tiếng Việt. Vậy thì người ta còn làm một loại từ điển nhỏ nữa là sổ tay từ ngữ tiếng Việt của một số lớp nhất định. Sách này chỉ tập hợp các cái từ ngữ trong sách giáo khoa như tiếng Việt Cánh Diều. Đây là một số sổ tay từ ngữ tiếng Việt lớp 4 theo sách giáo khoa Cánh Diều. Lớp 4, lớp 3 và lớp 2 chủ yếu là những cái từ ngữ ở trong sách giáo khoa mà chúng ta thấy là khó hiểu thì sẽ có những cái sổ tay như thế này nhằm giải thích cho chúng ta một số từ tiếng Việt ở trong sách giáo khoa Cánh Diều. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách sắp xếp từ trong từ điển. Chúng mình sẽ thảo luận và cho thầy biết quy tắc sau đây của một quyển từ điển hay là sổ tay từ ngữ và cho biết các từ trong quyển sách được sắp xếp theo thứ tự nào. Thì chúng ta có thể thấy quy ước ở trong các cái quyển từ điển thì các mục từ được sắp xếp theo các chữ cái a a ơ bờ cờ giờ đờ, đúng không, theo alphabet. Các từ cùng vần trong một mục thì được sắp xếp theo thứ tự các dấu thanh. Vậy thì quy tắc sau đây của một quyển từ điển hay là sổ tay từ ngữ cho chúng ta biết các từ trong quyển sách được sắp xếp theo thứ tự nào. Như vậy thì chúng ta có thể thấy thì ở đây các từ trong quyển từ điển này được sắp xếp theo thứ tự ABC, tức là thứ tự trước sau trong bảng chữ cái của những chữ cái mở đầu từ. Ví dụ như sắp xếp theo thứ tự đó là a a ở bờ cờ giờ đờ, tức là theo a và abc alphabet đấy. Và các từ cùng vần trong một mục từ được sắp xếp theo thứ tự các cái dấu thanh, đúng không? Đầu tiên người ta sắp xếp đó là từ không dấu, rồi đến dấu tiếp theo sẽ là dấu hỏi hay là dấu sắc, dấu dấu huyền, dấu ngã, dấu nặng. Tức là sẽ không dấu này, dấu huyền, rồi đến dấu hỏi, dấu ngã, dấu sắc và dấu dấu nặng theo cái thứ tự.
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức vừa rồi để đến với phần luyện tập. Trong phần luyện tập thì chúng ta sẽ tìm các cái từ sau trong từ điển hay là sổ tay từ ngữ. Chúng ta sẽ tìm các cái từ như là ai, bù đắp, bám, nơ, nghịch, ngoan và nhận biết. Bây giờ chúng mình thử dừng video và tìm nhé. Thì chúng ta có thể tìm một số từ ở trong các cái quyển từ điển. Ví dụ như là từ ai thì chúng mình sẽ tìm xem là các cái từ trong bài tập này được chọn trong bài ở buổi học cuối cùng, bao gồm những cái từ có chữ cái mở đầu như là A, ai đúng không? B, bù này. N, bây giờ N. Và tiếp theo là những từ có chữ cái mở đầu giống nhau, những chữ cái thứ hai và thứ ba khác nhau thì chúng ta thấy sẽ là những cái từ như là chữ N thì đầu là giống này, ngờ đơn, ngờ ghép hay là nhờ đúng không? Nhưng mà chữ thứ hai thì là khác nhau cũng theo theo một thứ tự. Và làm thế nào để tìm khoảng xuất hiện của một từ trong từ điển? Thì khi tra chúng ta có thể tìm theo các chữ cái đầu tiên trong từ. Do vậy phải học thuộc bảng chữ cái theo thứ tự ABC. Khi tra từ điển thì chúng ta sẽ dựa vào thứ tự các chữ cái để tìm khoảng xuất hiện của từ. Và khi mở quyển từ điển ra thì chúng ta sẽ thấy mục từ cần tìm và sẽ làm gì tiếp theo. Trước hết thì chúng mình cần phải xem mục từ vừa mở ra đứng trước hay là sau mục cần tìm đúng không? Theo theo thứ tự ABC. Khi chúng ta mở ra thì chúng ta có thể theo ABC. Ví dụ như mở ra thấy phần N thì chúng ta muốn tìm chữ A thì chúng ta sẽ mở ở đầu sách đúng không? Hay là cứ tìm chữ N thì chúng ta sẽ mở ra và xem những thứ tự, những cái chữ đó đứng ở trước hay là sau cuộn từ điển thì chúng ta sẽ tìm được. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm các cái trang trước hoặc sau từ cần tìm. Ví dụ tìm từ nghịch và nhận biết thì tìm khoảng xuất hiện của mục N. Chữ nghịch thì có chữ N. Và nếu mở cuộn từ điển vào mục M thì chúng ta cần tiếp tục mở các trang sau vì N đứng sau M. N đứng sau mục mục M. Và ngược lại, nếu mở từ điển vào mục D thì cần mở lại các trang trước vì mục O đứng sau mục N. Nếu hai từ cần tra cùng mục thì ta tìm theo thứ tự A, B, C của bảng chữ cái hai trong từ. Chẳng hạn khi tra được từ nhận biết rồi thì nên tìm ở trang trước để tra được nghĩa của cái từ nghịch vì G đứng trước H, vân vân. Thì chúng ta có thể mở ra ví dụ như các cái từ theo bảng chữ cái đúng không? Chữ cần tìm đó là chữ bờ. Thì ví dụ như là bờ thì chúng ta mở ra mục N thì chúng ta sẽ phải quay lại vì N nó đứng đứng sau bờ. Hay là mở mục A thì chúng ta sẽ tìm tiếp sang các trang tiếp theo vì bờ đứng sau A, vân vân. Dựa vào đó chúng ta sẽ tìm được. Vậy thì nêu ý nghĩa của một trong các từ ở bài tập 3 thì nghĩa của các từ thì tương ứng như vậy chúng ta có thể tìm trong cái quyển từ điển thì nêu nghĩa một số từ. Khi tìm được những cái từ mà chúng ta cần tìm thì chúng ta sẽ nhìn xem nghĩa của từ này là gì. Ví dụ như ai thì từ dùng nói về người nào đó không rõ, thường dùng để hỏi. Và khi tìm được những cái từ này thì chúng ta sẽ gióng sang thì sẽ có nghĩa của các cái từ đó. Ví dụ như bù đắp thì là bù vào để làm giảm bớt đi phần nào những mất mát thiếu thốn, thường là về mặt tinh thần hay là tình cảm. Sau khi chúng ta đã tra và tìm được những cái từ mà chúng mình cần tìm thì chúng ta sẽ gióng sang thì sẽ biết được nghĩa của các cái từ đó như thế nào. Ví dụ như là bám hay là nơ hay là nghịch thì đó là từ bám thì tự giữ chặt vào hoặc dính chặt vào cho không rời ra khỏi. Từ nơ thì đó là vật trang điểm thường tết bằng vải lụa để cài vào tóc và áo. Nghịch tức là trẻ con chơi đùa, những trò không nên hoặc không được phép vì có thể gây hại, gọi là nghịch. Ngoan thì đó là dễ bảo, biết nghe lời và nói thì nhận biết tức là nhận ra và biết mà hiểu được. Thì chúng ta có thể tra và tìm xem nghĩa của các từ ở trong các cái quyển từ điển.
Lưu ý một số điều đó là khi tìm nghĩa của các từ trong từ điển thì chúng ta sẽ gặp hiện tượng một từ có nhiều nghĩa. Chúng ta cần chọn nghĩa của từ phù hợp với nội dung bài đọc, tức ngữ cảnh xuất hiện. Như vậy thì mỗi từ ở trong những hoàn cảnh khác nhau thì chúng mình cũng có thể thấy nghĩa của từ đó sẽ là khác nhau. Dựa vào những cái bài đọc thì chúng ta sẽ giải nghĩa tương đồng với những cái bài đọc mà chúng ta cần phải giải nghĩa. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện từ và câu. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.